Dạ, mến chào cả nhà, mến chào cô chú anh chị đã đến với kênh Cường Phi Vlog. Cường hôm nay xuống thăm lại anh Khanh, cũng có cô ở bên nước Úc cũng gọi cho anh Khanh thêm 100 đô để anh Khanh lấy cái số và mua nồi cơm điện và chảo tiêu dùng. Thì Cường cũng không thể thì cô chú anh chị đợi lâu, thì mời cô chú anh chị đi với Cường vào thăm anh Khanh nha cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị anh Khanh kia rồi. Rồi, chào anh Khanh. Xin chào hai người. Tên gì quên rồi. Em tên Cường anh Khanh. Xin chào anh Cường, rồi anh bên đây. Hai Dịch. Xin chào anh Ba Dịch, anh Hai Dịch. Sáng giờ có đi làm gì anh Khanh, có đặt lưới không? Dạ có đặt, mới có được mấy con cá đó. Dạ lưới đây phải không? Nó đó. Lưới này. Nhưng mà đó giờ rong nhiều quá không dám đặt nhiều, đặt chút xíu kéo đi về rồi. Đó. Đó. Vậy đó dính rong đen thui hết trơn rồi nè. Không có tiền mua nữa nè. Đó thấy không? Khổ chưa? Nào ai biết trước ngày sau ta sẽ ra sao. Rồi. Thì đây là xe đạp bữa hổm mà mấy anh em mình đi mua phải anh Khanh? Đó. Nó đó. Rồi ok. Cái bạc đó nè. Rồi cái bạc nữa ha. Đó. Tại vì cúp điện thôi, không cúp điện mở bạc cho mát rồi. Cúp điện. Này cũng tay chân của em nè, đó. Đấu dây điện lại nè. À nói về điện lại luôn rồi đó hả? Đấu lại luôn rồi, đấu trực tiếp luôn rồi. Rồi. Chứ không có chơi vô cầu dao. Đó, ra sao nè. Nó được cái này lên qua lại nó vậy à. Cái giọng này cũng ấy cho nè. Có ai cho? Bên anh Bên cho hả? Đúng rồi. Làm cái ổ cắm ổ điện luôn hả? Không, cái này là Tưng làm cho mình. Tưng làm hả? Tưng làm Lý Tính TV xuống làm lâu chưa? Xuống làm hồi nào? Là lúc làm nhà luôn đó. Lúc làm nhà à? Cái này là có sẵn lúc làm nhà hả? Có sẵn lúc làm nhà rồi. Cái này là mình làm. Giờ chỉ ghim vô vậy đó là xài ha. Là xài đó, đó ổ điện có luôn đó. Sao dây mình không để lên cho nó gọn lên Khanh? Để cũng được, để lên đây cũng được nè, nhưng mà thôi kệ đi, cho nó về đi. Nó về đi cũng vậy thì mình đi để vô bên trong đi. Để vô bên trong đây nè, đừng có cho đó. Đúng rồi rồi. Cái này là ổ đó. Đúng rồi, ổ. Ổ rồi ghim vô cái là nó có điện là nó chạy ra. Cúp điện rồi. Rồi sáng giờ là đi đặt lưới được mấy con cá vậy? Ba cá đối. Hai ngón à. Hai ngón. Với con cá bóng cá. Hai con lặn mà bỏ con kia chút ép kìa à, bỏ. Thả luôn với bốn cá phi. Bốn cá phi bự hả? Bự như nào. Mà nóng quá với không có này kia gì, nó nổi mắt ra chà bá thôi, cho mày đi luôn. Rồi sáng giờ nấu cơm chưa, ăn cơm chưa? Đó cơm đó ăn rồi. Rồi hả? Rồi nè cơm rồi. Nè đó cơm đó rồi ha. Ăn rồi. Mình cá đó, mình đi có gì nè? Cá bóng tượng, con này là cá bóng tượng nè. Con này cá bóng cát nè. Cá bóng cát con này, còn con này là cá đối, con này cá đối, ăn hết hai con cá đối rồi. Rồi chiều để mình ăn thêm bữa nữa hay sao? Cái này là để chiều đó. Với cơm này để chiều đó. Rồi. Đâu có nấu nó đâu. Nè rồi đây là gạo nè. Rồi. Đó. Ok. Đó. Hai ba đó. Ok. Còn cái này là cái cù. Đúng cái rồi. Cái cù. Rồi. Đè nó xuống dặn lại không thôi là nó bị nó đầy quá hay sao anh Khanh? Không cũng được à, gì đó cũng được à. Rồi thì gửi chế mua thuốc nè. Mua thuốc uống rồi chưa, gửi mua chưa? Thuốc nè. Rồi ok đó. Bây giờ thấy anh Khanh rồi không có nhiều. Nó có gì nè, cái này là Tưng nhắc đi mua nè. Rồi áo này cũng Tưng nhắc đi mua nè. Rồi còn cái này là Tưng đưa tiền cho em mua. Đó cái này cũng đưa tiền cho em mua. Còn khăn thì cũ chế 7 ở bên Lạc Hòa. Mua đem qua. Quần này cũng mua đem qua cho nè. Đó đó thì có gì thôi đó. Rồi anh Khanh nè, cái bột ngọt với muối đó mình có cái hũ nào mình đựng chưa? Đây bột ngọt muối nè. Mình chưa có hũ đựng hay sao? Không, hũ đựng thì có nè, nhưng mà không có đổ vô nhiều. Cái này là cái cũ còn nè. Đó, cũng còn nè, đó. Không có đổ vô. Rồi. Rồi đó, nước cơm nè. Rồi. Này kia nè, rồi. Dầu ăn nè.
đó. Thấy chưa? Rồi rồi. Nhưng mà một chút nữa mình đi ra chợ mình mua vài cái hũ đi hả? Dạ, rồi này là nè, mua tỏi nè. Đó. Đó, tỏi đó. Với hộp vịt là mình mua nè, đó. Còn ba hộp á. Rồi. 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 Vậy là phải mặc quần dài nữa. Dạ chưa, cũng xin thông báo với anh Khanh này ha. Là bữa nay em xuống đây là em nhỏ hơn Hiền tuổi thì kêu em được rồi, đừng kêu anh. Dạ dạ được rồi, không sao. Dạ, em cũng xin thông báo với anh Khanh là cô giấu tên ở bên nước Úc. Hỏi biết cô đó cô gì vậy? Là cô có gửi cho anh thêm 100 đô. Cô gửi thêm 100 đô để cho anh đi mua, đi lấy vé số và đi mua nồi cơm điện. Dạ. Ha, dưới cái bếp ga mini. Dạ. Để mình về mình xài ha. Dạ. Rồi anh Khanh nè, thì một chút nữa thì em với anh Hai Dịch đi ra ngoài chợ. À, mình có chợ gần đây đúng không? Khỏi phải chợ ra ngoài kia xa quá. À, mình đi chợ gần đây thì mình mua bếp điện nè, mình mua nồi cơm điện nè, rồi mình mua bếp ga mini với thêm vài cái chén với vài đôi đũa với chảo ha. Chứ có rồi, chảo có rồi. Có chảo chưa? Rửa ốc rồi đó, ốc ở dưới đó ăn cho nó khô. À vậy hả? Ừ, có chảo rồi. Chảo thì cũng mình chế cho đó. Có chảo rồi thì ai biết giờ em có không biết nói gì hơn. Thì em biết cái người cô giấu rồi. Có điện phải không? Có điện. Đâu có điện thì mở rồi, chờ một chút cho mát đi. Rồi mấy à ngay đó. Rồi ok. Rồi mát ha, có điện rồi ha. Có điện rồi. Thì anh Khanh nè, thì bây giờ là cô có cô Mạnh Thường Quân dấu tên ở bên Úc, bên nước Úc á. Là gửi thêm cho anh là 100 đô. Dạ. Là với thứ nhất là kêu anh đi lấy vé số. Và em sẽ với anh cùng đi lấy vé số là về để anh đi bán. Dạ. Rồi hai nữa là mình mua thêm một nồi cơm điện. Dạ. Và mua thêm cái bếp ga mini với 4 lon ga. Dạ. Để mỗi lần anh đi đổi thì đường xa thôi, mình mua thêm 4 lon luôn ha. Dạ. Với mua cho anh vài cái chén với vài đôi đũa với một cái chảo. Dạ. Đó, thì một chút nữa rồi anh em mình đi. Dạ. Rồi cho em hỏi hổng gài thì cũng đi văng lưới rồi nấu cơm nấu gì ăn gì nữa hả? Dạ, nấu gì đó. Rồi sáng giờ vô được xe nào chưa? Sáng giờ được xì rồi. Tôi đường sĩ ha, hàng kia thấy tinh thần phấn chấn lên rõ ràng rồi, tươi tắn rồi. Đấy, cái bà lửa đấy, nhưng mà quánh không lại anh ta đâu. Mình thấy anh ta mình sợ. Anh Hai Dịch đeo khẩu trang hả? Lâu Hai Dịch vô phải làm bất ngờ chứ. Dạ. Làm gì rồi cái cho đẹp trai coi trời ơi. Anh Khanh nè, rồi có cảm ơn anh, gửi lời cảm ơn đến cô Mạnh Thường Quân ở dấu tên ở bên nước Úc đi. Cái đó ra trước đi. Đó đúng rồi, gì đâu mới biết mình đẹp trai. Dạ giờ con cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn cô dấu tên ở Úc. Con xin chúc cô an khang thịnh vượng, sống lâu trăm tuổi. Rồi mai mốt có những người nào nghèo hơn con gì đó, xin cô gửi lời hay gửi tiền tặng cho các người như vậy. Con xin cảm ơn cô nhiều. Thôi cũng cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Thì cũng như là cô dấu tên ở bên nước Úc đó, cũng gửi cho mình số tiền là tổng thể là hết 300 đô rồi đó. Dạ. Ha, rồi bữa nay thì cô nói là đi mua cho anh Khanh là một nồi cơm điện, mua cho anh một cơm điện với một bếp ga mini với 4 lon ga với cái chảo với thêm vài chén vài đôi đũa vậy đó. Thì một chút thì anh em mình đi ra ngoài chợ anh em mình mua ha. Thì từ đây đập xe, anh đợi em đi xe đạp đúng không anh Khanh? Đi xe đạp ha. Xe đạp anh đập ra chợ này cũng gần hay sao? Gần. À, thì mình đi chợ này nó gần chứ bữa hổm đi chợ kia xa quá trời xa. Chợ kia tuốt ở ngoài đi, ê rồi. Thằng chết luôn. Rồi chợ này là có đại lý vé số không? Đại lý vé số chợ này không có. Chỉ có người ta ra rồi nó lấy về thôi mà. Vậy hả? À. Nếu mà chợ bây giờ, này... Bây giờ như vậy nè. Đại lý vé số thì người ta đi lấy đó, rồi giờ ra ngoài có người ta bán đó, rồi mình gửi người ta lấy được không?
Anh có quen ai không? Có quen. Quen nhiều người ở ngoài lắm. Rồi mình gửi người ta ra lấy dùng được không? Được. Chắc là phải được. Chắc mình được gửi người ta. Đúng rồi. Nhưng mà để em điện hỏi Lý Tân được là có gì để Lý Tân liên hệ cho mới được chứ còn là... Rồi. Để hỏi Lý Tân coi. Đúng rồi, cái nào cái cũng phải qua bên kia. Đúng rồi, hỏi Lý Tân coi là đại lý vé số người ta có cho lấy lời chưa hay như thế nào ha. Chứ nhiều khi mình tự ý mình đi lấy không được thì sao? Vậy không được, coi Lý Tân không ra gì đó là nó giận mình đó. Không phải là không coi Lý Tân ra gì cũng không có sao hết, Lý Tân cũng không có trách đâu, nhưng mà ý là mình nói là sợ đại lý người ta không có vé số để cho mình lấy á. À, chỉ sợ gì thôi đúng không? Tại vì hiện tại giờ là vé số đang hụt dữ lắm. Thì vé số là chỉ giao cho những người cũ rồi quen rồi những mua mang lâu dài thôi. Đúng rồi. Rồi mình lạ gì nè, sợ mà không có vé số để mình lấy. Đúng rồi. Vậy ha. Với phần người ta bây giờ người ta cũng nhiều người lắm. Đại lý người ta cũng nhiều người lấy mà người ta đa số dành cho người cũ không mà. Người mới cũng giống như bữa á. Đó, Lý Tân đưa 500 ngàn bây giờ đâu có lấy được đâu. Ngồi nhậu bển kìa. Ngồi nhậu mình luôn. Ăn đường á, lấy muỗng. Rồi nhậu gian đường hả? Ăn đường. Trời ơi. Vậy đó. Chết luôn á. Rồi anh có qua với chỗ nhà anh bữa không? Có, hồi sáng có qua. Nhưng mà không có nhậu. Qua rồi gặp cháu. Nó kêu ngồi nói chuyện chơi, nói dốc đã rồi thôi đi về. Về cái thả giọng xuống mà cúp điện. Ngồi trước đó xong qua anh đó ngồi nói chuyện với cháu rồi vậy đó, chỉ có vậy thôi. Chỉ có vậy thôi ha. Rồi buồn quá thì mình cũng làm hết sĩ ha, mình có đi giăng lưới luôn ha. Đó, nhưng được mấy cá về mặn mấy cá không á. Rồi kho đó. Không có tép. Thôi bữa nay vậy nè. Bữa nay một chút nữa mình đi chợ xong rồi về mình nấu cơm rồi anh em mình ăn cơm, em bữa nay em ăn cơm với anh luôn ha. Được không? Nói phải giữ lời đó. Rồi ok, bữa nay rồi. Ăn cơm. Có cho hai vịt ăn không? Hai vịt ăn ngỏng nè. Rồi vậy là nhà anh Bươn, coi nhà anh Bươn cũng gần đây hả? Nhà anh gì? Anh Bưởi. Bưởi không? Không có nhà. Nhà này là nhà của em rể của Bưởi. À. Rồi không có ở đây. Để nhà lại cho Bưởi ở. Đó. Ai ra coi nè, cái nhà. Đây. Ở đây mình nhìn thấy nè. Bước xuống đây nè. Dạ. Đó. À cái nhà đó hả? Nhà đó đó. Nói chung ở trong nhà cũng như ở ngoài trời à. Rồi anh Bưởi đi vô nhà đi bừng nào? Bên kia. Đi bên kia qua ha. Rồi được cái, con. Cái đường hồi nãy mà hai anh đi vô á. Chạy thẳng xuống luôn. Chạy thẳng xuống xong rồi quẹo qua đây. Rồi đến nhà này. Còn ở đây đi qua bển cây cối không à. Anh Khanh mỗi lần anh giăng lưới anh giăng ở đâu anh Khanh? Trên ao. Giăng trên ao, ao đi vô nãy hả? Không. Đường nãy gì quẹo vô đúng không? Bỏ cái mé bên tay trái mình nè. Bỏ cái ao đó, cái ao kế cái nhà quan á. Trong đó ao nó bỏ. Ao ta bỏ mình vô dân ha. Vô dân, nhiều người dân lắm. Rồi đi vô nhà cho má. Không ăn dép đi. Được rồi. Cái này không phải là mình làm biếng, mình không có chùi. Chó rồi gà. Nó đi vô ha. Với bữa nước ngập lên. Nè. Trời ơi quét lao. Cái ta lưới này bao nhiêu mét anh Khanh? 50 mét ha. 50 mét là nó bữa mua hình như 101 hay 120 vậy. Mua trú ngoài lưu trú á, đầu đường lưu trú á. Rồi cái này dính cá lớn thì cá nhỏ đâu dính, tại vì nó bự quá nè. 4,5 5 phân gì đó. Mà lưới này là lưới cá phi. Chỉ dính cá lớn thôi. Nhỏ cũng dính nữa. Dính luôn. Này lưới cà phê. Rồi nghe nói anh Tấn đi lên Sài Gòn nó có đi chưa? Nó mạnh lắm đó. Chưa đi ha. 3 ngày nữa. 3 ngày nữa mới đi lên Sài Gòn điều trị ha. 3 ngày nữa đi. Là lúc đó là nó một mình. Phải chịu đó. Rồi mình đi vô nhà cho má. Cháu. Cháu nó như vậy. Như phần chị của em á. Nhớ mấy đứa con mấy đứa cháu ở chợ. Đi lên chợn rồi mướn nhà với phần chị bệnh cho cháu đó. Chị bệnh thì ai không biết chị bệnh nhưng phải mướn nhà ở. Thì thôi anh Khanh nè,
Nữa thì chị với anh Tấn nó đi lên Sài Gòn, chị Bình là anh còn ở đây một mình ơn đó nha. Thì cô em anh coi xài điện xài gì đó cho nó đàng hoàng vô, đúng không? Nhiều khi rồi nhậu rồi nhậu cũng phải nhậu ít lại, tại lúc đó anh chỉ có một mình thôi nha, mà anh còn bị căn bệnh là bị giật nữa, rồi lúc đó anh ở một mình. Ừ. Còn có chị máy gì đó rồi đi găng lưới đó, rồi được mấy con cá về kho đây đem qua đó bới đồ cơm qua đó ngồi ăn vậy thôi à. Ừ. Chứ không có làm gì hết. Chứ bây giờ anh là cũng nói chung là cũng ghiền rồi chứ không phải là không, nhưng mà anh biết nói chung là như vậy, không phải là ghiền nhưng mà cũng phải uống. Ừ. Tại vì á ở đây đâu có ai đòi chơi, cháu nó đi là buồn nữa nè. Ừ. Thì chỉ mượn để giải sầu cho bớt buồn, mượn rượu giải sầu ha. Quên nè, qua mua cái ổ khóa nè. Mua khóa nhà hay sao? Ví dụ mình đi bán cái số mình phá lợi. Đúng rồi đó, đó. Còn sao? Cỡ nhiêu? Cái này chắc cũng cỡ 200 ngàn à. Nhiều anh mua này nhiêu? Cho nói lại lần nữa thôi. Em đâu có biết đâu, anh mua sao em biết được. Thì cho em nói lại, cho anh nói lại lần nữa. Không, em không biết đâu, anh nói đi. Nhiều tiền? Nhiều anh nói em mới biết được chứ, anh đi mua em có đi mua đâu mà em biết. Đó nè. Em đoán hả? Cái này cỡ khoảng 90. Dạ. 90 ngàn hả? Nó đó. Dạ. Nó rẻ ha. 90 ngàn mà em về em bị chế vũa cho thằng Tăng luôn. Sao vậy? Mà chửi á. Sao chửi? Nó cỡ khoảng gì 90 ngàn. Dạ. Đó, phải chửi. Người ta có để giá trong đó, trong cái để cái... À, có để giá sẵn trọng ha. Giá sẵn là 90. Người ta nói 90 thì mua 90. Rồi. Đó, xong về rồi ba giũa cho thằng Đăng á. Giũa giũa đi, vô đây qua đây. Nó đi mất tiêu rồi. Rồi nhớ em nói nha, nữa mà ở một mình là ít nhậu lại nha. Rồi. Nhậu cũng nhậu ít lại thôi, rồi điện đài xài cho đàng hoàng vô. Giờ gì nè. Lát khỏi đạp xe đạp đi đâu, em chở ba đi luôn đi. Được không? Không ba đi được không? Dạ. Rồi một hồi rồi đồ đạc rồi gom về coi sao ôm hết được. Không, anh chạy xe đạp đi. Xe đạp luôn hả? À, còn rồi. Đồ nữa. Rồi. Đó. Rồi biết. Rồi em nói nghe nè, trước khi mà mình nấu cơm á, mình rửa gạo mình nấu cơm á, là mình phải chùi tay cho khô mình mới ghim điện nha. Hiểu mà, trời ơi, dân là đó giờ vậy mà. Đó, thì hiểu. Em sợ thì rồi vô anh vô mặc quần dài đi. Em xin cảm ơn anh đã nhắc em như vậy. Anh cảm ơn cô Mạnh Thường Quân dấu tên ở bên nước Úc đi. Cảm ơn nữa hả? Cảm ơn nhiều vô. Hay là tặng cho bài hát đi. Đúng rồi, tặng cho cô bài hát đi. Trời ơi, chết tôi rồi. Tặng cho nói chi không biết. Tặng cho cô bài hát đi. Rồi. Con xin tặng cho cô bài hát. Chúc cô sống lâu trăm tuổi, làm ăn phát tài phát đạt. Nghe bài gì? Con Khanh, con xin tặng cho cô một bài hát. Chúc cô sống lâu trăm tuổi, an khang thịnh vượng. Cô Mạnh Thường Quân dấu tên ở bên nước Úc. Dấu tên ở Úc. Cô ơi, nhìn con ca nghe cô. Con ca tặng cho cô. Rồi ca đi. Cô ơi, đứng bên này sao? Dốt. Mày nhắc chi không biết. Tôi đứng bên này xong, bên kia dùng lửa khói. Làng tuổi đây bao năm dài chấm chiến, từng lễ che buồn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sao, cưới gọi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Bao nhiêu được rồi cô? Nhiều rồi, sao ca nữa đi. Trời ơi, ca bên chút xíu. Chút về đi. Chút về hát thêm ha. Rồi chút về. Rồi. Rồi.